Kính chào quý vị và các bạn. Trong khi nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn cảnh báo mưa dông mạnh về chiều, có nơi mưa to, thì ở miền Bắc lại là nắng gắt và xuất hiện nhiều điểm nắng nóng. Ở trên bản đồ trường nhiệt này, quý vị có thể thấy là ngày mai thì miền Bắc sẽ nóng hơn hẳn so với ngày hôm nay. Vùng nhiệt màu cam đỏ này sẽ bao phủ nhiều tỉnh thành khắp từ vùng núi xuống tới đồng bằng. Cụ thể là mức nhiệt cao nhất ngày mai ở một loạt các thành phố từ Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai xuống tới Hòa Bình, Ninh Bình hay thủ đô Hà Nội là từ 35 đến 36 độ, trời nắng rát ra, nóng khô với độ ẩm thấp nhất chỉ từ 43 đến 54%. Cũng là nóng nhưng mà nóng khô sẽ dễ chịu hơn nhiều so với nóng ẩm, cảm giác không bị bí bách, khó chịu. Bởi vì khi mà độ ẩm thấp thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng thoát nhiệt qua tuyến mồ hôi, giúp giải phóng đến 35% nhiệt lượng của cơ thể nếu như được bổ sung đầy đủ nước. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngày mai thì cũng nắng nhiều và nóng khô. Một số nơi như là thành phố Thanh Hóa, Đồng Hới hay Huế chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ và độ ẩm của khu vực này thấp nhất là từ 53 đến 60%. Trong khi đó, từ Bình Định trở vào Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì chiều mai sẽ tiếp tục xuất hiện mưa trên diện rộng. Trong đó, ở Gia Lai và Khánh Hòa sẽ có những điểm mà lượng mưa có thể là trên 50mm, đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ và dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh đi kèm. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Trái lại huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, ngày mai trời nắng, gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.